Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa khóa 6 đã tổ chức hội nghị lần thứ 16 mở rộng nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ thành phố Bà Rịa, sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Bà Rịa đạt trên 786 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt hơn 38% nguồn vốn tỉnh giao và đạt gần 37% nguồn vốn thành phố giao. Đặc biệt, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đã hoàn thành hơn 97% diện tích. Về phát triển Đảng, từ đầu năm đến nay, thành phố Bà Rịa đã kết nạp 92 đảng viên mới, đạt 59% kế hoạch năm. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ 16, khóa 6 mở rộng, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thu chi ngân sách, công tác cải cách hành chính, lập lại trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phương án kiềm chế kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng cho chủ trương theo thẩm quyền các nội dung quan trọng trên kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 6.